Xin chào các bạn, hôm nay là Lý American Tuấn Đức, chúng tôi xin giới thiệu các bạn cái mẫu bồn cầu VF2719, bồn cầu của American. Thì cái mẫu bồn cầu này thì nó được thiết kế là cái bồn cầu thiết kế dạng bồn cầu hai khối, và mẫu mã thì nó là thân sứ đầy ở bên phần bên dưới. Ở cái phần két nước thì nó dạng hình oval có cái mềm mại. Đây, mã hiệu VF2719 được in ở trên phần thân cầu. Và cái bồn cầu này thì nó sử dụng nắp bồn cầu đóng êm. Và cái thiết kế của cái cầu này thì nó, theo tôi đánh giá thì nó ở bên dưới thì vệ sinh nó cũng đơn giản và nó dễ lau chùi. Và cái bồn cầu hai khối này hiện tại đang được bán tại đại lý American Tuấn Đức. Nếu các bạn cần mua có thể liên hệ vào số hotline bên dưới hoặc là truy cập vào website tdm.vn đặt hàng trực tuyến. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại. Sao đây? Như đâu có hàng.